Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn lấy một số vật phẩm Free UGC Limited ha. Rồi trước khi vào video bạn nhớ like, share, subscribe với comment giúp mình ha. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều, được 1.000 sub rồi. Rồi ok, do bên Roblox của mình nó bị lỗi chưa xong á, nên mình sẽ xài tạm cái Rolling Mall hôm nay ha. Rồi ok, đầu tiên thì chúng ta có một cái tầm này, một cái crown ha, Katuni. Nói chung hiện tại chưa thể lấy được, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn một số mấy cái cách để cho bạn hiểu cái cách lấy của nó trong tương lai. Rồi tiếp theo chúng ta có một cây kiếm này các bạn có thể lấy được ngay bây giờ. Hiện tại thì nói chung đang khá là ít người lấy nó ha, dành cho 750 người đầu tiên mà mới chỉ có 6 người lấy được rồi. Nói chung thì chủ yếu là chiều máy thôi. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái khăn che mặt cũng cartoony luôn, nhìn cũng đẹp nè. Cách lấy của nó cũng khá là đơn giản nữa. Rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau luôn ha. Kiểu item này là một dạng series luôn á, là nó còn khá là nhiều item khác tương đồng giống vậy, nhưng mà mỗi item thì nó sẽ có cách lấy khác nhau ha, nhưng mà hầu hết item trong series đó đều lấy trong tựa game này. Rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau, tí nữa mình sẽ để tên game lên màn hình luôn ha. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái item egg hunt, một quả trứng ha. Tuy đã khá là trễ so với cái lễ phục sinh rồi, nhưng mà admin dẫn ra của tựa game Playborn số copy 50.000 cái. Rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau luôn. Rồi ok, tiếp theo chúng ta có một cái quả trứng khác nữa, quả trứng đầu lâu số copy 1.000 cái. Rồi lấy sẽ khá là khó ngay trong tựa game Spin Full GC. Tiếp theo chúng ta lại có một quả trứng nữa, các bạn có thể chuẩn bị trước để lấy sau. Nói chung thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là đơn giản ha, số copy 10.000 cái. Rồi đầu tiên thì để lấy được cái quả trứng màu đỏ thì các bạn vào tựa game này. Rồi ok, sau khi vào game rồi thì các bạn nói chung thì không có mục tiêu cụ thể là làm gì, tại vì này là mình hướng dẫn sớm. Và các bạn vào game các bạn cứ chơi rồi farm bình thường thôi, đây thuộc dạng kiểu Tower Defense Simulator ha. Rồi trong game này sẽ có hai đơn vị tiền, đó chính là tiền khi vào trận với lại tiền ở sảnh. Tiền ở sảnh là các bạn dùng để mua những đơn vị lính, còn tiền ở trong trận nó sẽ không có cố định ha, là các bạn cứ mỗi trận thì nó sẽ reset lại. Rồi các bạn cứ chơi qua màn đánh bại quái, rồi cứ đặt lính đánh bại quái rồi nâng cấp cho binh lính bằng mấy cái tiền trong trận đó đó. Thì đó là tác dụng của tiền trong trận. Rồi còn tiền ở ngoài thì là cái tiền nó sẽ cố định sau mỗi lần các bạn hoàn thành cái trận đó, dù là thắng hay thua thì bạn sẽ được cái tiền ở ngoài sảnh ha. Bạn có thể dùng tiền đó để mua lính mạnh hơn. Rồi nói chung thì mình nghĩ là các bạn bây giờ bạn nên farm là vừa, tại vì khi mà cái nhiệm vụ của nó ra thì mình không biết là nó sẽ có khó hay không, nhưng mà chắc chắn là yêu cầu là lính phải mạnh rồi đó, nên tốt nhất thì bạn nên farm một cái bộ lính mạnh ha, để khi mà item nó ra thì các bạn còn kiểu ứng phó được, chứ kiểu ra mà các bạn mới bắt đầu farm thì kiểu nó sẽ bị trễ hơn so với những người chơi khác ha. Và đây là UGC Limited nữa, kiểu chỉ có vài người nhanh nhất lấy được thôi. Ok, item tiếp theo là trong tựa game Spin Full UGC. Lấy cũng nói chung thì tựa game này nó mới cập nhật tính năng mà mình thấy hay nè, đó chính là cái đăng nhập mỗi ngày vô ha, nó sẽ cho các bạn một lượng lớn spin luôn. Rồi ok, trong tựa game này chúng ta cần kiểu quan tâm thêm một số mấy cái đơn vị khác ha. Hiện tại trong tựa game này có ba đơn vị cần lưu ý là spin. Spin thì các bạn có thể kiếm thông qua kiểu làm nhiệm vụ 100 nhập hàng ngày á, nãy mà mình mới hướng dẫn á. Rồi ok, với lại cứ mỗi 1 phút trong game thì bạn sẽ được một spin ha. Rồi đơn vị tiếp theo là may mắn. Rồi may mắn là sao, làm hết cái đống này thì bạn sẽ được mở kiểu cỡ năm may mắn premium nè, join ba cái group nè. Rồi ok, đó là công dụng của may mắn, nó sẽ tăng vô cái tỷ lệ trúng item của bạn ha. Rồi ok, các bạn có thể làm quest để kiếm lại spin như cách mình nói hồi nãy. Rồi tiếp theo là ex token là sao, các bạn có thể kiếm được nó thông qua việc đăng nhập hàng ngày hoặc là qua việc spin bình thường. Khi mà các bạn spin á sẽ có tỷ lệ nhỏ các bạn trúng được ex token, các bạn dùng cái ex token đó ở cái một cái vòng quay khác nữa ha, và khi xây thì sẽ có tỷ lệ là 2% trúng được mấy cái quả trứng. Nói chung thì cái vòng quay trứng là cái vòng quay có tỷ lệ trúng đồ cao nhất rồi đó, nhưng mà để kiếm được cái đơn vị để xài cho cái vòng quay trứng đó thì khá là khó ha. Rồi ok, tiếp theo là về vấn đề spin, thì khi mà spin thì bạn vào cái vòng quay vậy nè. Rồi nó sẽ có tỷ lệ rất nhỏ khi bạn spin thì sẽ trúng item, hầu hết thì trúng boost, trúng lại giật kiểu vòng quay lại hoặc là kiểu trúng ex token ha. Rồi sau khi mình trong trường hợp mà bạn may mắn á, bạn trúng được item thì nó sẽ hiện ở đây, các bạn có thể claim được item. Ok, sau khi claim thì các item đó không thể được claim lại một lần nữa, là tức có nghĩa là sao, một item các bạn chỉ có thể claim được một lần trong trường hợp mà trúng item đó,
thì các bạn tốt nhất thì không nên claim ha, claim là coi như mất luôn á. Rồi mà thay vào đó thì bạn nên bán lại cho những người chơi khác ở mấy cái quầy này để lấy Robux. Rồi đó là cách vận động của hoạt động của game này. Rồi tiếp theo thì chúng ta có UGC trong tựa game Playborn, thì mình không biết là cái này có phải là do cái lỗi của Roblox không, nhưng mà đáng lý ra thì cái event này nó sẽ ở bên này nè, đó ngay cái chỗ mà mình đang đứng đó, mà chỗ mấy người chơi đang nhìn nè, là cái chỗ nhiệm vụ của lễ phục sinh ha. Rồi nó sẽ có đại khái thì trong trường hợp mà mình không biết là có phải server nào cũng bị không, hay là tùy server có tùy server không, nên trong server của mình á, trong trường hợp mà nó không có rồi đó, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Nếu mà các bạn may mắn các bạn tìm được cái server mà có cái event này thì đại khái thì nó sẽ cho các bạn một cái bảng trứng á. Rồi nhiệm vụ nó sẽ liệt kê ra khoảng 100 quả trứng mà các bạn cần tìm. Mỗi map gì nó sẽ có một số lượng trứng cho các bạn tìm được. Mỗi map thì nó sẽ có những quả trứng khác nhau ha, như những số lượng trứng khác nhau. Cái map ở dưới dưới mà mấy người chơi thi đấu á. Rồi ok. Rồi nhiệm vụ bạn là cứ thu nhập 100 quả trứng gì thôi. Rồi sau khi thu nhập xong thì các bạn sẽ có được item ha. Rồi đây là hình ảnh minh họa mà mình tìm được thấy trên internet nè. Rồi item tiếp theo là cái khăn cartoony, rồi lấy trong tựa game này ha, Rabbit Rumble, một trò chơi chơi cũng khá là dễ, kiểu cứ sau một khoảng thời gian thì nó sẽ đưa bạn vào một cái mini game ha, mọi người sẽ đấu nhau, người ở vị trí top 2 với lại top 1 sẽ được hai cái đơn vị tiền trong này là Fresh Sticks, rồi người ở vị trí thứ ba với mấy người ở vị trí sau á thì sẽ được một thôi ha. Rồi ok, các bạn dùng cái Fresh Stick đó vô cái shop này, các bạn có thể mua những món đồ mà bạn thích nè. Như cái khăn là rẻ nhất 120. Rồi còn lại thì là giá cỡ mấy trăm ha. Rồi những item mà có cái dấu mà kiểu kiểu màu đỏ vậy thế này á, là kiểu item code, các bạn mua nó thì bạn sẽ được code ha. Rồi code thì nói chung thì nó sẽ kiểu cho bạn nhập thông qua tựa game này một tựa game khác của Fresh Cut luôn. Rồi vào tựa game này, rồi các bạn đi tới cái chỗ Fresh Cut này ha. Rồi nếu xài rồi sau đó vào đây thì nó sẽ cho bạn một cái chỗ để nhập code, rồi cứ xài cái code mà người ta cung cấp ở game cho bạn là được. Rồi ok, tiếp theo là tựa game Train for UGC. Rồi vào game thì bấm vào cái nút Train để bắt đầu tập luyện ha. Rồi đừng có di chuyển nhiều, mình không biết mình di chuyển và nó đã bắt đầu kiểu ảnh hưởng tới những người chơi khác nè. Rồi các bạn cứ bấm vào nút Train gì thôi, mình không biết nghĩa lý của cái vấn đề này là cái gì. Tự nhiên nãy mình không Train thì nó lại bị time reset, rồi mình bấm trend thì nó lại bị time reset, rồi mình di chuyển nó cũng bị bấm là time reset. Rồi ok, nên mình cũng không biết vấn đề thật sự đây là gì ha. Rồi cứ vào game thì cứ đứng yên một chỗ thôi, rồi bấm trend thôi. Rồi trong trường hợp mà cả server sau khi trend được bao chục phút thôi thì cả server sẽ được hưởng thêm điểm với win ha. Rồi các bạn có thể claim quà, claim gift đồ, nhập code các kiểu spin để được thêm kiểu điểm đồ ha. Rồi hình như là cái tóc, cô lộn, cái cây kiếm mà các bạn có thể kiếm được trong đây á, giá nó tới 800.000 điểm lận, là tới có nghĩa là sẽ khá là cực mới lấy được ha. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể thử kiểu mở trứng nè, mở trứng thì nó sẽ cho bạn bet ha, bet nó sẽ ảnh hưởng lên cái số spin của bạn á, kiểu nó sẽ cộng thêm cho bạn cái lượng spin. Rồi làm nhiệm vụ thì cho bạn thêm win nè. Rồi đó, đây là số lượng win mà các bạn có thể làm trong cái phần quest ha. Rồi chỉ cần like, favorite game, join game, người chơi game với hai người bạn thôi. Vậy là coi như xong hết cái đống quest này. Rồi đây, cây kiếm 80.000 điểm. Ô, 800.000 điểm. Rồi các bạn cố gắng treo ha. Tại vì 800.000 điểm thì các bạn treo cũng hơi bộn á. Lâu lâu nó sẽ cho các bạn mấy cái bong bóng. Bấm vô mấy cái bong bóng nó sẽ cho bạn kha khá điểm luôn. Rồi cuối cùng thì là cái crowd cartoony này. Admin game đang cập nhật game ha. Cũng lại là một cái thể loại spin nữa. Vào game thì cũng sẽ có tỷ lệ, cũng cũng có hai đơn vị là may mắn với lại kiểu spin. Rồi mình không biết là nó sẽ có đơn vị đặc biệt hay điểm hay là kiểu token hay những cái gì đại loại giống vậy trong mấy cái giống trong mấy tựa game khác không, nhưng mà admin vẫn đang cập nhật ha. Rồi đây là tên game này, cái trò Spin Away for UGC Easter. Rồi hiện tại game đang cập nhật và các bạn chỉ có thể vô khi mà game mở khóa rồi ha.
Rồi khi mà game mở khóa thì mình sẽ thông báo sau, tại vì admin còn một item nữa là cái Dominate Easter á. Hiện tại thì item đó được mà thêm vô nữa là coi như là tự game này cập nhật xong rồi. Rồi ok, chúc các bạn may mắn.